người trồng lan nhưng mà không biết cách nào để xử lý con ốc sên. Những con ốc sên này mà bọn chúng là những cái loại phá hoại âm thầm nhất và nguy hiểm nhất. Nó thường ăn các rễ lan, mầm lan, làm lan chúng ta thui chột, còi cọc và còn mang mầm mống bệnh. Vì khi nó ăn rễ lan sẽ xâm nhập vi khuẩn, xâm nhập vào rễ lan và chúng ta sẽ tiêu diệt nó bằng cách là xịt những cái hoạt chất lên như này. Và hoạt chất này không có ngộ độc với con người chúng ta và rất an toàn với con người. Và những cái hoạt chất này chúng ta phun lên ốc sên khi mà nó đang còn sống, nó đã còn bò, thì cái miệng nó, cái người nó tiếp xúc với cái hoạt chất này sẽ tiêu diệt nó, đặc biệt các con dù cả ốc lớn luôn. Và cái này là cái gì, đó là chúng ta dùng cồn 90 độ, nó là phun lên trực tiếp các vườn lan của chúng ta khi mà con ốc sên nó đang bò ra ngoài, sẽ làm cho chúng ta tiêu diệt được những con ốc sên trần, ốc sên nhớt, ốc sên nhỏ, ốc ma, ốc li ti, là kính thưa các loại ốc đều được bị tiêu diệt hết. Nên anh chị chúng ta tiêu diệt ốc đơn giản mà không ngộ độc thì hãy dùng cồn 90 độ để phun lên tất toàn thân toàn người con ốc những gì. Hãy đăng ký kênh của Vườn Lan Nguyễn Thanh để nhận được nhiều giá trị trong việc trồng lan.